Cháu Trình xin mến chào quý bác, quý chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, vừa rồi thì cháu Trình có lên trên nhà cũ của em Hưng với cả em Thuận. Và hôm nay thì các em ở nhà có việc các bác ở chỗ nhà cũ ấy. Cho nên là em Hưng là không xuống được. Cháu Trình có cùng với cả em Thuận xuống đây để trao một phần quà cho em Thuận đây các bác. Phần quà xíu nữa thì cháu Trình sẽ tiết lộ các bác nhé. Nào Thuận ra đây nào Thuận. Thuận. Xin chào con các bà. Ừ, dép đâu rồi? Dép á, rách rồi. Rách rồi á? Vâng. À, thế bây giờ ở đây còn có dép mới nào không? Còn. Còn à? Vâng. Trước là ai cho? Trước công các bà của dân cho. Bà nào? Em không nhớ. Có phải mẹ nuôi không? Em không nhớ. Không phải mẹ, không nhớ à? Vâng. À, có hai ba cô là tặng dép cho, không nhớ nhỉ? Vâng. Ừ. Nhiều cô ấy. Hôm nay cháu Trình có nhận được một phần quà của mẹ nuôi của bác, mẹ nuôi của Hưng Thuận, của em Thuận. Có gì á? Gì nuôi á nhỉ? Ơ, hoa ở đâu đây? Cửa này. Hoa bên trong à? Không biết nữa. À, phải mở mạnh mới được đúng không? Chắc bởi chỗ này. Ừ. Thuận là biết mở cửa, khóa cửa hết chưa? Em vẫn chưa. Ôi, cái dép to đúng này. Ôi rồi. Hả? Cái dép to như thế này hả? Dép á? Cái này cho người lớn mặc mà. À, dép to quá à? Vâng, em tìm xem có cỡ không? Ừ. Như có mỗi một đôi thôi. Thấy không? Đấy, quà của em ấy để đây các bác vẫn đang để ở góc này. Những cái phần quà này thì mấy nữa sẽ để cho mấy em nhỏ nhỏ ấy, bằng tuổi của em Thuận, sẽ em Thuận mặc không hết ấy thì cho sẽ cho mấy bạn mặc với nhờ. Đấy là chắc là bút. Một mình em không mặc hết đống đồ này được nhỉ? Còn trên nhà còn nhiều đống lắm. Ờ, còn nhiều. Mình xem mà cái nào mình chưa trao đâu. Ừ, cái nào mình vừa thì mình mặc, còn không thì cho các bạn ra. Các bạn lấy nhá. Cái nào dép này hơi to nhỉ? Cái nào em thích em lấy. Ừ. Đâu, thử đi dép nào. To quá. To quá thì mai anh mua cái mới cho. Ui, to quá nhỉ. Vâng. To quá. Đi chân đất từ nhà xuống ấy các bác. Tại vì là dép vừa mới hỏng chứ cũng không biết không mua thêm ấy. Đây toàn quần áo thôi. Áo để túi nhỏ nhỏ thế này, khả năng là Thuận thì mặc hơi nhỏ đấy nhỉ, mấy áo này Thuận lớn rồi mà. Năm nay là em ấy nhìn là lớn hơn rồi các bác. Cao hơn rồi. Có cái dép nào đâu? Ừ, không có đâu, tí nữa xem mà mở phần quà dưới kia xem có. Tắt điện vào, tắt điện đóng cửa. Ừ. Đấy. Cháu Trình xe cùng với cả em Thuận tiếp tục khui quà các bác nhé. Khui ở ngoài cháu Thuận ạ, ở trong này tối quá. Vâng. Bật điện thì cũng được nhưng mà nóng ấy. Ngồi ngoài này cho thoáng. Trước cửa nhà luôn. Ôi, bật điện ở dưới này đi. À, điện đấy, không cần bật đâu, trời còn sáng mà. Rồi, thế mà. Đấy, mở cửa to ra. Mở đầy ra. Cái này á. Ừ. Rồi. Ôi. Ngồi ra ngoài này này. Ngồi. Vâng. Ngồi đằng kia. Ngồi đây. Chỗ này. Thuận có thấy cái hộp này quen không? Có. Trước là ai gửi cho cái hộp như này? Cho. Ừ. Em quên rồi. Quên rồi á? Ừ. Cô gì ở nước ngoài ấy, nhớ không? Cô Hiếu Lê á. Hiếu Lê, đúng rồi, cô Hiếu Lê. Ừ. Cô Hiếu Lê. Bây giờ Thuận là cái hộp này lắm nhỉ. Ừ, Thuận là thành con nuôi của cô Hiếu Lê rồi đấy. Yeah. Cô bảo là cho Thuận gọi bằng gì? Gọi Hiếu bằng gì? Gì á? Vâng. Cho gọi gì đúng không? Vâng. Gì Hiếu Lê đúng không? Vâng. Ừ, đây cháu Trình có nhận được phần quà của cô rồi đây cô. À, của cô Hiếu Lê.
Cái này vẫn chị chưa mở này. À. Trước thì chị Hiếu Lê là cũng có gửi một thùng như này. Đấy, chị là gửi 3 4 đợt rồi. Về trao ấy. Ừ. Sao mà không mở được? Cậy ra. Cái hộp này để lại nhá, Thuận nhá. Vâng. Cái hộp này là mình có thể tận dụng để đựng thức ăn này, như là đựng cái gì cũng được, nó bền lắm. Gửi từ nước ngoài sang mà. Đấy, đâu. Đây là cô Hiếu Lê này. Gửi à, chỉ có cái tờ giấy này thôi là cô ghi ở ngoài thôi, còn mấy cái tờ này là của bưu điện nó dán vào. Đấy, ở đây cũng có một tờ chi phiếu này. Cô mua cái gì là cô ghi vào đây này. Đấy. Bây giờ gọi bằng gì nhá? Thuận là gọi chị Hiếu Lê là phải gọi bằng gì? Còn anh thì gọi bằng chị. Thuận thì gọi bằng gì nhá? Vâng. Ừ. Cái này làm giấy thế nhỉ? Ừ, chứ nữa xe xem sau. Cái này để anh xem cái tờ giấy này đã. Đây là cô mua khả năng cái hộp này này. Cái hộp này là cô giá cước là 4 đô. 4.75. 4.75 đô. Trọng lượng là 33 cân. Đấy. Tiền cước là 160 đô. Thụ phí là 6 đô. Quà này thì cô gửi từ bên nước ngoài. Nước ngoài thì khá là lâu chúng cháu mới nhận được, cho nên là rất là mong chị Hiếu Lê thông cảm. Tại vì là nhiều khi là chị gửi lâu rồi mà chúng cháu chưa lên trao ấy, là bên bưu điện này. Bên bưu điện là cũng trao lâu các bác ạ. Trao lâu, bên nước ngoài là hơi lâu. Đây là ga để trải giường nằm ấy. Tí nữa anh sẽ giúp trải cho, xong rồi lần sau biết nhé. Cái ga để trải giường đấy, để kia đi. Một cái. Một cái. Không biết là đấy có hai cái hay là một cái. Cái này có một cái túi nhỏ nữa này. Quán túi mới luôn ấy. Này, còn mát luôn này. Cho anh trai đeo ấy. Cái này thì cho anh trai nhờ. Vâng. Anh trai mới to. Đấy. Thuận đeo thì hơi người hơi nhỏ. Thuận nhiều túi lắm nhỉ? Vâng, trên nhà em có nhiều túi lắm. Túi gấu bông nhá. Ở đây có cái gì đây? À, áo à. Ui, áo này mặc thích ấy nhỉ? Vâng, còn tem áo này, nữa này. Nhìn vải nó sờ mềm. Một bộ. Đây, một bộ luôn. Có vừa không? Hay là nhỏ quá? Vừa mà, cái này vừa đấy. Đây lại có thuốc này. Thuốc này thì không biết là dùng như nào đấy. À, có tờ giấy. Cô ghi đây gì đấy. Cho cái này là cho thuốc này là cho Quyền Yển à. Cô có ghi là cho Quyền Yển TV. À, khả năng cái thuốc này cho Quyền Yển này. Anh Quyền đúng không? Quyền. Anh mang đi cho anh Quyền ấy. Ôi, cái mũ này đẹp lắm. Mũ này. Cái mũ này. Còn đây là quả. Này là quả trai. Đây, áo này, váy. Váy. Ui, váy này, lại có váy rồi đây. Váy. Ui rồi, nhiều nhờ. Ui. Nhiều váy nhờ. Vừa luôn nhờ. Vừa đẹp luôn ấy. Em mang cất đã. Cứ để cất đấy, tí nữa mình gấp sau. À. Cái này có gì đây? Ui ôi ôi. Ui ôi. Áo. Ui. Áo này mới nhiều. Áo này là phải giữ cho nó sạch vào nhá. Không là mấy đứa màu trắng này thành màu đen hết đấy. Vâng. Nhớ chưa? Nhớ như đi học con mới chó. Được đi như học ấy. Con chó ấy để. Đi học mới được mặc thôi. Thơm nhá. Lắm. Lấy để tay đi. Nó dính em ạ. Cái này là cái gì đây? Giấy. Cái này là giấy để để mình lau cái gì ấy, lau bát đũa hay là cái gì nhá. Ừ, giấy, cái này là cốc uống nước này. Đây. Một cốc này này, cầm cái này đấy. Cốc. Cốc này, hai bịch giấy này. Đấy, cô là rất là tâm lý luôn, gửi giấy tận bên nước ngoài cho em Thuận luôn. Cái này là tặng Hưng vào nhà mới. Bỏ cuộn giấy đi cầu. À, cái này là gắn vào tường xong rồi bỏ cuộn giấy vào đây này, kéo, hiểu không? Ôi, cái này. Này, để ra ngoài đi. Cái này là cái gì đây? Cũng là váy à? Không. À, quần nhỏ.
của anh trai ấy. Của em ấy, anh trai cái gì? Của anh trai mà. Không, cái này của em, anh trai lại mặc cái này á. Này. Ừ. Này của em. Đấy, mặc cái quần này, mặc váy là mặc cái quần quần này vào nhá. Vâng, cái này. Ừ. Này, còn giữ đi. Có mấy cái đấy. Đấy, mặc váy là phải mặc cái quần kia vào chứ không không được mặc quần dài ở bên trong đâu. Quần. Ở nhà ấy. Đây, cái quần, ôi quần này hơi to rồi nhỉ. Cho anh trai mà. Ừ, anh trai á. Mà cái này em lớn em mặc cũng được. Cái này là của em, nhưng mà phải để em lớn ấy. Cái này nữa này. Ừ, cái này. Hai cái quần, quần tất, dạng kiểu quần tất. Quần này thoáng lắm. Đây này, ở dưới này là một lớp lưới nhỏ. Cái này rất thoáng. Cái này là cái gì thế nhỉ? Cái này dây. Dây gì trên này cũng ừ, dây này. Dây này khả năng là to quá, Thuận mặc không vừa. Anh trai đi ấy. Anh trai, là anh trai làm gì đi lại giày này. Cái này của con gái mà. Con trai đâu, anh trai đâu. Của em đấy, sau này lớn thì em mặc nha. Anh trai em mặc đi. Ừ. Em mặc. Áo khoác, dành cho. Cho cái gì đấy? Áo khoác ngoài. Cho. Giả Trình cũng không biết nhé. Cô ghi như này chả biết là áo khoác ngoài cho chị Giang hay là như nào đây nhỉ? Yeah. Giống giống như vậy, xem nào, xem có phải không? Nếu mà to là phải, còn nhỏ thì là của em hết. Ô, cái quần đẹp chưa? Ô, quần này thì chắc là phải chị Yển hoặc là ai đi ai mặc mới vừa rồi nhỉ? Quần này nhỉ? Đây em mặc không vừa đâu. Ừ, cái quần này ống to đấy nhỉ. Ở dưới này chị quần Giang kiểu đi chơi thôi. Đâu. Ừ, đi chơi thôi, không phải là đi làm đâu. À, cái này là áo khoác. Cô cho khả năng là túi này là cô cho bạn Giang rồi cô bác. Thấy cô ghi chị Giang. Xin để đây tí nữa xem mang về cho. Cái này á? Ừ. Cái này cũng là quần nhỏ. Của em nhá. Quần nhỏ ấy. Đây, đây là kẹo, bánh kẹo. Bánh kẹo xem nào. Ui, bánh kẹo này là ngon lắm ấy, cô gửi từ nước ngoài ấy, Thuận thích ăn kẹo lắm nhỉ. Ui, này là kẹo chocola này. Ui, kẹo này mới ngon nhỉ. Ui giời, tuyệt vời luôn đấy. Đây hai gói luôn này. Ui giời. À. Đây cũng là kẹo chocola luôn. Ngon lắm cái loại kẹo này. Một tí em mang về nhà ăn được. Ừ. Cái đấy là ăn luôn, để lâu hỏng, đúng rồi. Thông minh phết đấy nhỉ. Cái gì đây, cái gì đây? Mẹ nuôi tặng bé Thuận. Vì mang đi ví mang đi học nhé, hay là gì đây? Cố gắng học giỏi, mẹ nuôi trả tiền học cho con đến lớp 12. Đấy. Bây giờ là cái việc học của em là em không phải lo nữa nhá. Cứ cố gắng học đến hết lớp 12, nhưng mà bây giờ bắt đầu đi lên xã rồi. Đi học là phải ngoan nhá. Để học giỏi nhá. Lớp 3 ấy. Ờ, đi học là phải có giấy khen nhá. Bây giờ ấy. Ôi, kim cương. Đừng phụ lòng của mẹ nhá. Vâng. Đây này, mẹ cho một cái túi như này này. Ôi đẹp quá. Cái ba lô đẹp chưa? Ôi, cái này còn có cả con bướm này. Ừ. Đấy, cái ba lô này đẹp lắm. Ba lô lên cấp 2 của em. Ba lô ở nhà thì vẫn còn. Đâu xem là cái này là váy, tiếp tục là váy này, đứng lên đo hả? Váy này cũng đẹp này. Cái này anh bảo này, bao giờ đi lên xã học ấy, mang cái váy này đi. Nhưng mà không, đi học. Có nhiều người biết trộm lắm. À, biết trộm à? Trộm ấy. Ờ. Này, úi dồi. Cái túi nhỏ. Thế cái này có mang đi đi học không? Úi, cái này nữa này. Ừ. Cái này là, cái này là cái ví à? Cái này là áo ngực. Cái này này. Ừ. Ui, cái này đẹp lắm. Cái này là áo ngực nhưng mà khả năng là nhỏ quá nhỉ. Ui, cái này Thuận vừa đấy Thuận ạ. À. Lên cấp 2 là vừa rồi nhá. Giữ ừ. Nhá. Vâng. Không được bây giờ cái lên cấp 2 là tầm lớp 6 là phải mặc cái này vào nhá. Nhớ chưa? Vâng, hết rồi. Ừ. Này cầm đi để anh. Này vòng này đeo cổ này, thử đeo nào. Vòng này đeo ở tay, muốn đeo cổ chứ. Vòng đấy đeo ở cổ. Ừ, ờ, có cái mở mà. Cô rất là tâm lý luôn. Đấy, không đeo cô muốn con mới ấy. Muốn nhận em Thuận làm con nuôi là cô coi như là gửi hết đồ đạc từ nhỏ nhất đến những cái đồ giá trị. Đấy, cô đều gửi cho em Thuận từ những cái
và đồ dùng cá nhân đây, còn có cả bao tay cho em Thuận tắm để trà lưng. À, cái này là tắm là đeo cái này vào, đeo cái này vào tắm, cọ cọ như này mới sạch nhá. Nhớ chưa? Vâng. Để ở phòng tắm chứ không thì đừng để ở ở ở đâu, phải cho anh trai biết nữa, không anh ấy lấy làm rẻ rửa bát đi. Vâng. Hỏng hết nhá. Vâng. Ừ, ui dồi, túi đẹp thế, hay là cái túi này cho anh đi. Không. Cho không? Không. Vừa thôi anh không lấy đâu, anh đeo cái này là không hợp anh đâu nhá. Vâng. Cái trong này cũng còn có mút nữa. Ừ, đẹp. Cái này là phải giữ cho sạch nhá. Vâng. Cái đồ đẹp như thế này, đây này, ôi, màu màu như thế này là này, phải giữ cho sạch. Rồi à, phải cái giặt. Cái này giống hạt kim cương lắm. Ừ. Bên trong này còn có túi nữa này. Có túi mà. Ừ. Thích không? Cái này là phải lên cấp 2, à, đi học ở xã xong mới được để đeo nhá. Cái này cũng còn để bút đấy. Đâu, thử đeo xong cũng to quá. Ừ, vừa mà. Vừa. Cái này phải đeo đến hết lớp 9 nhá. Cái này ấy. Đi, đi kia đi. Đeo đến hết lớp 9. Cái này lấy khui chưa? Bóc xong rồi. Bóc xong rồi à? Mấy quần nhỏ nhỏ là phải tự giữ nhá. Vâng, cái này. Nhỏ là bây giờ phải tự ít tự biết mặc nhá. Nhớ chưa? Vâng. Ồ, quần này của ai đây? Của anh trai à? To thế. À, cái này của anh trai à? Dày lắm. Quần này dày lắm. Vâng. Ừ. Lạnh ấy. Ừ. Mình thơm ấy. Đây. Có mấy quần này là vẫn là quần kiểu là quần bó sát đấy cô bác. Quần này là kiểu dạng như kiểu quần tất ấy. Nó mặc vào là bó sát vào người luôn. Nhưng mà khả năng là em Thuận mặc không vừa rồi cái quần cái này. Này mặc mắt lắm. Ừ. Quần này còn vừa cho Trinh cơ mà đây. To lắm. Quần này là quần con gái. Chứ nói em lớn cho anh em mặc ấy. Ừ. Bao giờ em lớn như anh thì cái chắc này là cái gì thế? Mười mấy năm nữa nhỉ? Cái gì để anh xem nào. Cái này là cháo. Cháo? Ờ. Ngũ cốc á. Không phải không? Cái này kiểu dạng như kiểu là cháo. Pha vào nước. Pha làm như kiểu ăn cháo khi mà mình bị ốm ấy. Là pha vào để em dùng. Mang về nhà luôn ấy. Ừ, mấy cái đồ dùng thì mang về nhà đi. Đây. Ui cái gì đây? Đấy. Thật sự phải nói là chị Hiếu Lê là rất là thương Thuận luôn các bác. Đấy. Vừa muốn nhận Thuận làm con nuôi này, tiền thì cô bảo là hỗ trợ em Thuận đến khi mà em ấy học hết cấp 3. Đấy. Nên là đừng phụ lòng của mẹ nhá. Đi học là phải. Đây là hình của chị đây. Của mẹ đây, mẹ Hiếu Lê đây. Ôi. Ừ. Đấy, cái này là tặng cho Thuận để làm giữ làm kỷ niệm nhá. Vâng. Sau này bảo ai đây, bảo là mẹ nuôi. Bảo mẹ nuôi của em ở nước ngoài. Ở đây. Đây các bác, có cái hình rất là đẹp luôn. Hình của chị Hiếu Lê. Đấy, chị nhìn rất là phúc hậu các bác ạ. Cái này là chắc là hình hồi nhỏ của mẹ. Ừ, gì tấm này để bỏ hình Thuận à, có nghĩa là cái này là để hình em sau này chụp xong là để có nghĩa là mình muốn để là mình tháo cái này ra xong mình để vào cũng được, để hình em vào cũng được nhé. Ừ, làm cái khung. Thế cái bức ảnh trước gì gửi còn giữ không? Còn ở trong nhà. Ờ, cái đấy là phải giữ nhá. Vâng. Giữ đến sau này mẹ nuôi mà về nước ấy, mẹ nuôi lên thăm là phải có mấy cái ảnh đấy nhé. Vâng. Ừ, cho mẹ xem. Này, cái này cũng là áo của Thuận này. Cái này em mua đây. Cất này. Ừ, cất. Tí lại để vào đây, tí lại để vào đây. À, cái này là Hưng là có ví ở đây. Ừ, ví của Hưng. Đẹp lắm. Đấy, chị Hiếu tặng cho Trình. À, cho anh đấy. Ừ. Đẹp thế. Ý đẹp nhỉ, ý ra. Đấy, cháu Trình nhận được phần quà của chị Hiếu Lê rồi. Đấy, quà rất là đẹp. Để lại đây. À đấy, đấy, để vào túi đi. Đấy. Cái này cái gì đây?
bỏ chìa khóa nhà vào đây. Nghe Thuận. Bỏ chìa khóa nhà vào đây. Ê, có phải bỏ vào đây không? Cái đấy là kia mà. Móc như này này. Cô bảo là bỏ vào cái móc này này. Hiểu không? Ừ. Đấy. Đâu? Chìa khóa đâu? Chìa khóa. À, vẫn cắm ở kia đúng không? Tí nữa là móc vào đây treo này. Còn cái này thì không biết là cái gì đấy. Cái này... Keo ấy. Ừ, không phải keo, không phải keo. Cái này gì? Có mà, không phải đâu. Ừ. Này cầm đi. Vặn cho nó chặt chặt vào. Cái gì? Không biết. Cái này đấy, cô phải nói là rất là tâm lý luôn. Chị Hiếu Lê ấy, là cái này thì khả năng là cho Trinh cũng biết là quần áo ấy. Ừ, chị gửi để cho phơi quần áo này. Đấy, từ những cái cọng dây phơi quần áo chị cũng gửi từ bên nước ngoài sang luôn. Đấy, cầm đi, mai để cho anh trai làm nhé. Cái này là thuốc gì đây? Mấy cái thuốc này thì phải gì? Giấy thế. Phải đọc giấy mới biết được. Cái gì đây? Kiến cận mấy em ai dùng được cứ dùng. À có cái gì? Kính cận. Thuận có bị cận không? Cận này. Thử đeo cái kính này vào xem mà nhìn có rõ hơn không? Kính này là kính cận đấy. Ừ. Ủa cái này bị vỡ rồi này. Đây. Trong quá trình gửi thì khả năng là sâu này. À. Rõ hơn không? Rõ hơn. Anh thử nhá. Nhưng mà nếu mà không bị cận là đừng đeo nhé. Anh mang kính vứt thế này rồi này. Ồ, chóng mặt lắm Thuận. chóng mặt lắm. Em đeo cái này. Ừ. Cái này là mình phải bị cận là mình mới đeo, không là sau này bị hỏng mắt ấy. Này ra cuối nhỉ. Đây, cái này thì cho Trinh xe xem là em nào bị cận thì cho Trinh xe gửi cho em đấy. Không, trên nhà của em có một bác bị cận ấy. Một bác bị cận á? Vâng, một à, có mấy bác lớn tuổi ấy là hay bị cận này. Đây, thế thì em cầm lên một cái, anh cầm một cái anh về mang cho ông. Ông nhà anh chắc cũng cận rồi. Vâng, với cả ông là đọc báo hay đọc gì là phải đeo kính ấy, người già ấy. Già phải đeo kính nên này. Đây để anh cầm một cái. Cái này đi. Ừ. Cái này có bé quá không? Này này cái này đi. Đây, anh cầm cái này về cho ông. Cái này là gì đây? Mấy cái thuốc này thì khả năng là mấy nữa chị phải gọi lại cho em xong là để em hỏi xem là dùng như thế nào. Đấy, cái chai này thì nắp đỏ này. Chai này thì... À cái này là xà phòng tắm thôi. Ừ, xà phòng tắm. Thơm thế. Đấy, cái này thì không biết là thuốc gì đây. Tại vì là nhiều khi là em muốn gọi cho chị thì không gọi được. Vì chị ở nước ngoài ấy, chị gọi cho em thì được thôi chứ em không thể gọi sang bên đấy được. Đâu xem móng tay có dài không? Móng tay của em không. Ui, cắt hết rồi. Móng chân nào? Móng chân còn. Đâu còn đâu? Cắt đâu. À, cái đấy là dùng để bấm móng tay, móng chân nhá. Vâng, em này dứa. Để đây. Rồi, bây giờ đây có tờ giấy nữa này. Tờ giấy gì đây? Mẹ nuôi tặng bé Thuận. À, cái này lấy xem rồi. Cái này đồ hơi to. Quần này Thuận vừa không hả? Ừ. À to quá. Không vừa. Phải để dành thôi. Đây, mấy cái quần như này là to này. Quần kiểu cái quần bó, này quần em tất. Mặc được ấy. Mặc được không? Được mà. Cái áo này này. Ui áo này to, anh trai mặc vừa đấy nhỉ? Vừa. À. Như Hưng người không biết là mặc vừa không? Anh trai không mặc vừa đâu, cái to lắm. To cái này bé, sợ nó bé quá chứ. Anh trai nhớ anh thì mặc vừa nhỉ. Ừ. Đây mấy cái quần hết này, đây là quần hết. Quần rộng ấy, quần to ấy. Cái này còn cái ba lô sau này lớn này. Lên. Cái ba lô à, này là như cái quần này phải bao giờ Thuận phải lớn như anh này mới mặc vừa được nhỉ. Vâng. Ừ. Quần này cũng là quần của con gái. Ừ. Cái quần này to đấy. Quần to nhỉ. Ừ. Cái quần này là em Thuận là mặc không vừa. Một cái ba lô nữa này. Đâu? Cái kia này. Cái này là túi để chống mưa ấy. Nghĩa là hôm nào mà trời mưa thì mình để đồ vào đây này, nó không mưa. Dạ. Nó không ướt, hiểu không? Vâng. Ừ. Túi mưa. À, đây có cái túi to đấy.
Đấy. Đi đường mà trời mưa hay như, hay là ví dụ như à khả năng là đâu cho anh xin một cái nhỉ? Ừ. Để anh ấy để đồ. Hôm nào mà trời mưa đi Yên Bản à. Cái này thì cũng không tránh mưa được. Cái này này. Cái này tránh được. Cái này tránh được nhỉ? Mình lấy điện thoại ấy. Ừ. Điện thoại đi đường ấy nhỉ? Ừ. Đây, còn một túi này nữa. Túi này thì không biết là bên trong là gì đây. Đấy, khi mà cứ ba anh chị xem cháu Trình khui quả thì mới biết là cô tâm lý như thế nào. Đấy, gửi những cái đồ phải nói là từ nhỏ nhất là cô cũng không quên các bác. Ồ, cái con này ôm sướng Thuận ạ. Mềm lắm. Bây giờ con này để nhà mới đi nhá. Vâng, con này em để nhà mới khi xuống nào? Nhà mới là lúc nào cũng phải sạch sẽ nhá, chứ không để cho nó bẩn thỉu nhá, không là anh lấy về đấy. Nhớ chưa? Con này. Ở đây tất này. Tất này là cho em ấy. Của em. Đây, đây còn mấy cái áo nữa thôi các bác, mấy cái áo, mấy cái quần. Quần này thì còn cái gấu này em to. Để trong hộp này đã. Ờ, đây, cái này thì của Thuận. Con gấu này á? Vâng. Bao giờ lên nhà mới thì làm gối. Cái gối cũng gối. Êm lắm. Em lại ôm ấy. Ừ. Ôm. Ôm ngủ quá. Đây bây giờ để hết vào đây. Gấp gọn vào, tí nữa gấp. Lấy cái gì nhỉ? Cái ga đây, ga. Ga để anh cái ga ở dưới ấy. Ừ. Ga đây này. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Để đấy đi, tí nữa mình gấp sau Thuận. Phải gấp gọn vào. Đây, phòng của em Thuận ở đây. Trải ga vào cho em Thuận. À, thưa bác là vừa rồi thì cháu Trinh cùng với cả em Thuận đã nhận được món quà của chị Hiếu Lê rồi. Đấy, trong đó là có cả quà của cháu Trinh nữa, cả bạn Giang nữa. Cháu Trinh cũng xin được cảm ơn chị Hiếu Lê ở bên nước ngoài rất là nhiều. Đấy, cùng với cả những phần quà của các bác thì cháu Trinh cũng trước là có mang lên một túi của em Thuận là mang lên hết rồi các bác. Khả năng là những cái đồ thì em ấy mặc không hết. Thì sẽ để những đứa con của mấy anh em đội thợ ấy. Đấy, chia cho mấy em ấy dùng với các bác. Chứ nhiều khi là dùng không hết, sau này em ấy lại lớn lại cũng bỏ không. Đấy, tầm tuổi như thế này là lớn rất là nhanh các bác. Những cái bộ quần áo thì bây giờ phải lên đến hai mấy bộ rồi. Thì em ấy mặc không hết đâu. Thuận ơi ra đây. Đây vừa nãy là chúng cháu có gấp lại đồ hết rồi. Sẽ lấy để ra cái phòng kho này. Để đây nhá. Đấy, để đây là kho đựng đồ của mình nhỉ. Đấy, bây giờ gần một kho đầy rồi đấy nhỉ. May mà còn làm cái phòng này đấy, không có phòng này đây. Quần áo để ngổn ngang, với cả là cháu Trình cũng nói khá là nhiều ở những cái thước phim rồi các bác. Phòng ngủ thì do cái sở thích của hai em. Về cái phòng ngủ ấy các bác thì hiện tại đang có 3 phòng. Như này là quá rộng rồi. Có phía bác anh chị vẫn để lại bình luận là phòng hẹp. Đấy là phòng nhỏ. Đây các bác, một cái tủ, bây giờ tủ 3 cánh để được như này. Đấy. Ba tủ 3 cánh. Rộng rãi ở đây rồi. Một cái giường ở đây. Giường này thì là giường to các bác nhé. Giường giường to chứ không phải giường nhỏ. Nếu mà đặt giường nhỏ là sẽ vừa. Đấy. Và tại sao cháu lại mua cái giường to này? Là tại vì là cái giường này là nó rẻ. Rẻ, nó phải rẻ gần bằng một nửa khi mà mua ở chỗ khác cơ các bác. Tại vì có một người anh là anh ấy trước là cũng bán hàng, bán quán ấy. Thì anh ấy nghỉ là anh ấy thanh lý lại cho chúng cháu. Cho nên là chúng cháu muốn là đặt một cái giường to luôn để cho em ấy ngủ, để cho rộng rãi. Đấy, như này thì một mình về cái phòng ngủ ấy thì cũng sẽ chả để cái gì cả. Đấy, cũng chỉ một cái tủ quần áo này, rồi một cái quạt để đây thôi. Đấy, rồi như này là quá rộng rãi rồi các bác. Nên là về cái vấn đề đấy là cháu Trình cũng mong là quý bác anh chị sẽ thấy như vậy là ổn được rồi các bác. À, như phòng của em Hưng này, phòng của em Hưng là cũng rất là rộng luôn này các bác. Em Hưng là rộng hơn phòng ở trên kia một chút, hai phòng ở trên kia sẽ nhẹ hẹp hơn. Tại vì em Thuận là một mình em ấy sẽ tự ở một phòng.
cho nên là phải làm phòng với em ấy là hẹp hơn một chút cũng được, nhỏ hơn một chút. Còn Hưng thì sau này có vợ, có vợ chẳng hạn, hai vợ chồng ngủ đây thì phải rộng rãi đây, vẫn đi lại vẫn bình thường bác nhé, chỗ này đi lại bình thường này. Đấy, cái giường đặt đây rất là rộng, thế mà có cái băng chị vẫn bảo là cái phòng ngủ hẹp. Đây, thật sự là nhà được quý cô bác cái mình được quân hỗ trợ ấy, thì cũng không có nhiều kinh phí đâu, chúng cháu nói chung là làm đến đâu là phải tính toán xem là có đủ kinh phí hay không, sợ thiếu đâu các bác. Như này là quá, theo tôi trình thấy là quá là được rồi, quá đạt rồi các bác ạ. À, đây còn có hai gói kẹo này. À, Thuận hôm nay nhận được quà có vui không? Em có. Có à? Thế đi. Gì ở đây con chúc gì với gia đình có cho nhiều sức khỏe và gặp cho nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi, đấy, tự biết cảm ơn luôn. Bây giờ là quà nhà mình là có chị Hiếu Lê là cho nhiều nhất ở đấy nhỉ? Chị Hiếu Lê ấy gửi ngoài những phần quà ra thì chị có gửi những số tiền rất là lớn đến để hỗ trợ cho hai anh em. Còn về nhà bếp ấy, nhà bếp thì quý bác anh chị bảo là sao làm lại làm xong lại đập, lại làm cứ làm xong lại đập đi lại làm lại, thế chả tốn tiền à? Thì xưa lúc đầu là chúng cháu cũng có nghĩa là kinh phí đủ đến đâu chúng cháu làm đến đấy. Ví dụ như bàn bếp ga ốp cái gạch gạch này chẳng hạn, thì chúng cháu cũng tính toán là về cái kinh phí là không đủ nữa thì phải bắt buộc là phải ốp thêm cái gạch này. Thì bên kênh của anh chị Quyền Điển lại nhận được những cái khoản hỗ trợ thì lại các cô các mạnh thường quân lại muốn là lắp lại, lắp gạch hoa lại đấy. Thì cái vấn đề đấy là chúng cháu chỉ biết là làm theo quý mạnh thường quân thôi, đấy là số tiền của mạnh thường quân gửi lên, thì các cô muốn là chúng cháu làm thế nào thì chúng cháu sẽ làm tới đấy thôi cô bác. Với cả nhiều bác bảo là sao cái tủ này lại không đặt xuống thấp đi, đặt lên đây làm gì. Thật sự là những cái vấn đề nhỏ nhoi như thế thì thay đổi rất là dễ thôi các bác. Quý bác anh chị sợ là muốn sợ em Thuận em ấy mới không tới ấy, thì muốn để thấp, nhưng cái này thì cũng không đáng kể, bê xuống một cái là được chứ không phải là gắn hẳn đâu. Đấy, với cả là để xuống thấp thì nhiều khi là có những cái đồ đạc gì mà nó va vào nó vỡ chẳng hạn. Đấy, quý bác anh chị bảo đặt ở góc này này, đặt ở góc này thấp như thế này mà sợ có trẻ con nó ra chơi ra nghịch nó cầm cái gì ném vào lại hỏng hết. Với cả là để Thuận ơi, dạ, lấy mic ra đừng ra ngoài. Với cả là những cái đồ đạc như là bắt đũa các bác, với cả kệ dao các thứ thì không nên để thấp, để cho ví dụ như Thuận mà hộ ai trong con chẳng hạn, đấy, ra nghịch thì lại nguy hiểm. Như ở đây Thuận có với tới không, xem nào, với không? Tới thoải mái nhỉ. Còn trên này thì hơi cao. Đấy, còn cái này thì có thể là để xem đặt ở dưới cũng được các bác, theo ý của các bác anh chị. Còn cái nhà vệ sinh thì lắp xong rồi đấy các bác, lắp xong hết rồi. Mình nữa phải mua một cái gắn tường nữa để gắn cái vòi hoa sen này vào đây này. Đấy, gắn vào đây. Xin được nói một chút là thật sự là về phía bản thân của cháu Trinh ấy cũng không phải là bênh vực đội thợ hay như thế nào. Đấy, lúc đầu chúng cháu làm cái ngôi nhà của em Hưng ấy thì cũng có gọi đội thợ ở gần nhà của Hưng. Như quý băng anh chị cũng theo dõi qua những thước phim mà chúng cháu đi vào nhà của các anh thợ. Thật sự các anh thợ rất là nghèo luôn các bác, rất là nghèo, anh nào cũng khó khăn cả. Ở trong quá trình làm nhà của em Hưng với cả em Thuận thì cũng là công trình phải nói là đối với các anh thợ ấy, thì lâu lâu mới có một công trình như vậy thôi. Với cả mẫu nhà mới thì các anh làm có thể là ngôi nhà đầu tiên thì sẽ không được hoàn hảo nhất có thể, nhưng mà được như vậy là cũng rất là đẹp rồi các bác. Đối với đội thợ thì cháu Trinh cũng mong các bác anh chị khi mà theo dõi được nước phim thì cái gì mà các anh đã sửa rồi, đã làm lại rồi thì quý bác anh chị không nên là nhắc đến nữa. Đấy, cũng tội các anh. Với cả là chúng cháu đi làm thiện nguyện như vậy ấy, nếu như mà muốn cho nó thật là đẹp ấy, có thể là thuê thợ ở dưới miền xuôi lên chẳng hạn. Đấy, thợ chuẩn thì công nó sẽ rất là đắt.
Thì chúng cháu cũng chỉ có thuê được những cái anh thợ ở trong làng thôi. Thế bây giờ người mà có tay nghề cứng thì bây giờ đi xuống dưới thành phố để làm công có 700-800 một ngày rồi. Còn lại những anh thợ mà ở quê chúng cháu cũng muốn là tạo công ăn việc làm cho các anh nữa. Thì đối với ngôi nhà của em Hưng với cả em Thuận thì như vậy là cháu Trình thấy là đã rất là đẹp rồi cô bác. Cũng là lần đầu của các anh thợ. Tay nghề của các anh đến vậy thì cũng không biết nói gì hơn đấy cô bác. Thì rất mong quý bác anh chị thông cảm. Thuận nó sao lại nằm xuống như này? Hả? Bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác. Khả năng là cháu Trinh cũng xin phép đi về. Rồi em Thuận phải đi về lên trên nhà cũ nữa. Tí tối quá em ấy lại không không về một mình là không dám về ấy. Còn thước phim đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh như em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Chào con các bà. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu một ông hoa bạc hà các bác nhé. Một ông hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là một ông khoái này, một ông khoái rừng với cả một ông hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đấy, thì cháu Trình có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trình sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng của bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó không, nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy của bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công của bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối của bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô của bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới của bác nhé. Hầu như là
nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả óc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lấy nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Giờ mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.